Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình tác giả tác phẩm của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tranh lụa là một dòng tranh đã có từ lâu đời và đã trở thành một nét đẹp, giá trị văn hóa riêng có của người Việt. Những tác phẩm tranh lụa tơ tằm Việt Nam đã trở thành những kiệt tác nghệ thuật, tô điểm thêm, nét đẹp, nền văn hóa của dân tộc ta. Trong chương trình tác giả tác phẩm hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn nữ họa sĩ, cô giáo Đỗ Thu Hương, hội viên Ban Mỹ thuật Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Và trước khi trò chuyện với nhân vật của chương trình tác giả tác phẩm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn chúng tôi mới thực hiện. Họa sĩ Đỗ Thu Hương sinh ra và lớn lên tại thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ. Hiện chị là hội viên Ban Mỹ thuật Hội Văn học nghệ thuật Hưng Yên. Đỗ Thu Hương tốt nghiệp khoa Mỹ thuật trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên năm 2000, sau đó trở thành giáo viên môn Mỹ thuật tại trường Trung học cơ sở xã Tân Việt. Vốn có năng khiếu bẩm sinh, lại đam mê hội họa, vì thế từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đến khi ra công tác, chị đều dành nhiều thời gian để vẽ tranh. Chị chọn vẽ tranh lụa bởi chất liệu này đòi hỏi người họa sĩ có sự khéo léo và kiên trì, song bù lại bức tranh đạt được sự trong trẻo và êm dịu của màu sắc. Tranh lụa của người Việt được khẳng định là cái tài sản mang cái dấu ấn dân tộc nhất cùng với sơn mài. Tranh lụa phải vẽ hết sức từ tối và thả xuống từng cái lớp màu để cho cái mặt lụa trong ấy, nó ngấm từng cái sắc độ màu một, đậm dần lên, tạo ra những cái mảng lớn. Để các bạn trẻ bây giờ đấy, họ vẽ hồn nhiên lắm và tạo ra những cái vẻ đẹp mới, chứ không còn phụ thuộc vào những cái thế hệ đi trước. Tôi cho đấy cũng là một cái may mắn đấy, tìm thêm ra cái vẻ đẹp mới cho tranh lụa Việt Nam. Chủ đề sáng tác chính của họa sĩ Đỗ Thu Hương là về hình tượng người phụ nữ Việt Nam. Bằng con mắt tinh tế của mình, chị đã khai thác được những vẻ đẹp của người phụ nữ nông thôn, phụ nữ thành thị, phụ nữ miền núi qua những bức tranh lụa của mình. Đặc biệt, chị sáng tác nhiều bức tranh về đề tài phòng chống dịch COVID-19 để cổ vũ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Hơn 20 năm gắn bó với mái trường quê hương mình, họa sĩ Đỗ Thu Hương luôn tâm huyết với nghề, đào tạo nên nhiều thế hệ học trò thành đạt, được bạn bè, đồng nghiệp và lãnh đạo nhà trường đánh giá cao. Bằng những hiểu biết chuyên sâu về mỹ thuật và kỹ năng sư phạm của mình, cô giáo Đỗ Thu Hương đã truyền được niềm yêu thích hội họa và kiến thức về tranh lụa đến đông đảo học sinh trường Trung học cơ sở xã Tân Việt. Những tiết dạy của cô luôn thu hút em, cảm giác rất là hấp dẫn. Cô hướng dẫn em về lịch sử của bức họa. Em cảm thấy như mình được trôi về lại dòng thời gian mà bức họa được vẽ. Cô hướng dẫn rất tận tình. Bọn em được học tập, được cô giới thiệu qua và rất là mong muốn được học hỏi thêm về phần tranh lụa. Phần tranh lụa theo em là rất độc đáo và rất là hay. Những bức tranh cô vẽ rất là đẹp. Về phong cách của cô là một người rất tinh tế trong việc dạy học sinh ạ. Cô rất là yêu quý học sinh và cũng giúp học sinh có thể vẽ được những bức tranh đẹp. Chúng tôi nhận thấy ở cô Đỗ Thu Hương, thứ nhất là cô giáo rất là tâm huyết với nghề. Và với cái vai trò và nhiệm vụ mà được ban giám hiệu chúng tôi phân công thì đồng chí luôn luôn có ý thức và hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Với vai trò là giáo viên chủ nhiệm thì đồng chí được phụ huynh học sinh và các em học sinh rất là yêu mến. Họa sĩ Đỗ Thu Hương đã có hai triển lãm cá nhân tại Hà Nội với chủ đề sắc lụa, gồm hơn 100 tác phẩm tranh lụa của chị. Trên con đường theo đuổi đam mê hội họa, họa sĩ Đỗ Thu Hương đã đạt được một số thành tích tiêu biểu như được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đạt giải khuyến khích giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến lần thứ tư với bộ 3 tác phẩm Xuống chợ, Góc chợ và Tâm trạng.
Xin chào họa sĩ cô giáo Đỗ Thu Hương. Làm người đã lựa chọn lụa là chất liệu trong quá trình sáng tác của mình. Xin chị hãy cho biết đâu là lý do chị đã lựa chọn lụa là chất liệu để mình sáng tác? Thật ra là trong hội họa thì có rất nhiều chất liệu. Nhưng mà một cái duyên mà lúc đến lúc nào không hay đó là chất liệu lụa. Mà nói thật là mình yêu nó từ lúc nào mình cũng không biết. Và cứ dần dần là mình chỉ quen vẽ một chất liệu đó là lụa. Thưa họa sĩ Đỗ Thu Hương, để vẽ được tranh lụa thì ngoài cái năng khiếu, sự học hỏi thì đòi hỏi rất lớn ở đây đó là sự kiên trì. Vậy thì chị có thể chia sẻ về cái quy trình để có thể sáng tạo lên một bức tranh lụa? Đầu tiên là mình phải có hứng thú với một cái đối tượng nào đấy. Do có hứng thú, sau đó mình sẽ tìm hiểu và khai thác bằng cái thể hiện bằng chính cái ngôn ngữ hội họa của mình. Sau đó mình sẽ có những bản phác nét ra giấy. Sau đó mới căng lụa và bắt đầu là thể hiện. Nhưng mà với tôi cái khó khăn nhất ý, thì là chính là cái phần mà bo biểu để hoàn thành một tác phẩm. Thì quả thật là với phụ nữ nó hơi vất vả một chút. Thưa họa sĩ Đỗ Thu Hương, khi mà xem những cái tác phẩm tranh lụa của chị thì có thể thấy rằng là cái chủ đề về chân dung, đặc biệt là chân dung phụ nữ với những cái sắc phục dân tộc hết sức là độc đáo. Chị có thể chia sẻ thêm về điều này? Cái đối tượng mà mình đi đến những cái thời gian trước ấy, thì đúng là mình đi thiên về là những cái trang phục của những người phụ nữ dân tộc. Vì bản thân mình tìm thấy trong đấy những cái họa tiết hoa văn của những người dân tộc nó rất là phong phú. Đặc biệt như một số cái dân tộc Lolo, cái trang phục của họ phải nói là rất là sặc sỡ, màu sắc. Và bên cạnh đó những cái họa tiết hoa văn của nó rất là độc đáo. Cái đấy chính là những cái nhân tố để mình thể hiện những tác phẩm. Và từ những cái điều đấy mà tạo ra cái hứng thú cho mình để mình muốn thể hiện về cái đề tài những cái trang phục người dân tộc là chủ yếu. Bên cạnh đó còn những cái dân tộc khác như là Tày, Mông hay là những cái dân tộc Dao. Thì tất cả những dân tộc đấy thì đều thu hút tôi, đó là chính là những cái họa tiết hoa văn trên trang phục. Cái tôi thể hiện thì không phải là trên sắc thái khuôn mặt của những người phụ nữ dân tộc, mà bên cạnh đó cũng là một cái thông điệp của tôi muốn nhắn gửi, đó là lưu giữ lại những cái nét văn hóa họa tiết của người dân tộc. Đó là chính là những cái mục đích của tôi. Chị thì đang làm hai công việc, đó là một giáo viên dạy mỹ thuật và một họa sĩ vẽ tranh lụa. Không biết rằng là cái công việc dạy học đang nuôi dưỡng đam mê vẽ tranh lụa của chị, hay là cái công việc vẽ tranh lụa thì giúp cho chị có một cuộc sống nó khiến cho chị cảm thấy hài lòng? Nói chung là đến thời điểm này thì cái công việc dạy học thì nó có thể là nuôi sống cả gia đình. Còn bản thân với cái đó là hội họa thì đó là tôi chính nó, tôi nuôi nó. Vâng, đó là cái niềm đam mê và mình sử dụng những cái nguồn thu nhập khác để mà mình thỏa cái đam mê của mình. Vâng, xin được cảm ơn nữ họa sĩ Thu Hương đã có những chia sẻ về sự nghiệp mà làm nghề, niềm đam mê đối với tranh lụa của mình trong chương trình tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Và xin được chúc cho chị sẽ có thật nhiều sức khỏe, sẽ có được những cái sáng tạo mới để tạo ra những cái tác phẩm tranh lụa thật là đặc sắc và ấn tượng. Và xin chúc cho những dự định của chị sẽ sớm trở thành hiện thực. Và thưa quý vị và các bạn, tới đây thì chương trình tác giả tác phẩm của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên số này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.